Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Ngân xin quý vị và anh chị em lắng động tâm hồn cùng suy niệm lời Chúa với Linh Mục Anthony Nguyễn Ngọc Dũng. Chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay thứ ba tuần 30 mùa thường niên. Con xin mời quý ông bà và anh chị em lắng động tâm hồn để chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dày men. Chào quý ông bà và anh chị em. Hình ảnh về nước Thiên Chúa mà Đức Kitô nói cho chúng ta biết trong bài tin mừng hôm nay giúp cho chúng ta thấy rằng nước Thiên Chúa không phải là một cái gì đó xa vời, mà nhiều người chúng ta nghĩ rằng nước Thiên Chúa là những cái ý niệm mà chỉ có những người học thần học mới hiểu được. Nhưng mà chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sử dụng những hình ảnh rất là đơn sơ trong cái đời sống hàng ngày để nói về nước Thiên Chúa. Tức là nước Thiên Chúa là một cái gì đó mà luôn luôn đụng chạm đến đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Hình ảnh thứ nhất Chúa Giêsu sử dụng nước Thiên Chúa đó chính là hình ảnh một hạt cải. Thì chúng ta biết rằng ai trong chúng ta cũng đã từng ăn cải rồi, đúng không ạ? Và có lẽ mỗi người, nhiều người chúng ta thì có cải luộc, cải xào hay là cải nấu canh chẳng hạn như vậy. Thì rất là nhiều những cái hình ảnh đó đưa cho chúng ta thấy rằng khi mà một hạt cải chúng ta thấy rất là nhỏ, nhưng mà bỏ xuống đất gieo lên tức là nó sẽ lên rất là lớn. Chúng ta có cải cay, cải ngọt, đủ thứ loại hết á. Mà Đức Giêsu nói rằng ngay cả cái hạt cải nó bé đi như thế, nhưng mà khi lớn lên thì nó sẽ trở nên rất là lớn. Đó là hình ảnh rất là bình thường trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng khi ăn một cái bát cải, một cái món mà chúng ta nấu với những cái cây cải đó, thì chúng ta có nghĩ về nước Thiên Chúa hay không? Rồi cái hình ảnh thứ hai mà Chúa Giêsu sử dụng cũng rất là đơn sơ, đó là men để nấu rượu. Ở bên này thì chúng ta cứ ra Dan Murphy hay là đi những cái chỗ mà Liquorland thì chúng ta mua rượu rồi. Tuy nhiên ở Việt Nam hồi xưa chúng ta biết là nấu rượu mà chúng ta thường gọi là nước mắt quê hương, thì chúng ta thấy là thường là bỏ men vào để cho nó dày, cái gạo, cái cơm nó được dày men lên mà chúng ta sẽ nấu ra làm rượu. Thì cái hình ảnh đó cũng cho chúng ta thấy rằng là nước Thiên Chúa được sử dụng qua những hình ảnh rất là thông thường trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên đó không phải là cái điểm mà chính trong bài tin mừng hôm nay. Điểm chính trong bài tin mừng hôm nay đó là hai dụ ngôn mà Chúa Giêsu sử dụng có cùng một, gọi như là một đề tài. Đó là đề tài lớn lên. Giống như hạt cải rất là nhỏ bé, cho xuống đất, lớn lên. Rồi một cái nắm men rất là nhỏ, cho vào ba thúng bột, dày men lên. Để nói cho chúng ta biết rằng nước Thiên Chúa phải lớn lên trong cõi lòng của mỗi người chúng ta. Vậy nước Thiên Chúa là gì? Có rất là nhiều, gọi như là rất là nhiều giải thích về nước Thiên Chúa. Tuy nhiên con đưa trong bà và anh chị em một cái tư tưởng mà có lẽ nhiều nhà thần học gia đã nói cho chúng ta biết về nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa không phải là một cái gì đó giống như là chúng ta nói nước Lào, nước Úc, nước Việt Nam hay là nước Ý, một cái lãnh thổ. Tuy nhiên nước Thiên Chúa chính là một con người, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Nhìn từ khía cạnh Kitô học
thì Đức Giêsu chính là nước Thiên Chúa. Nếu mà Đức Giêsu là nước Thiên Chúa mà áp dụng vào trong bài tin mừng hôm nay, thì sứ điệp của bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta rằng hãy làm cho Đức Kitô lớn lên trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Liệu mỗi ngày qua đi, hôm nay Đức Kitô có lớn lên ở trong tôi khác với hôm qua hay không? Tình yêu của Đức Kitô, có lớn trong tôi hơn ngày hôm qua hay không? Để rồi tôi cũng có thể nói như Thánh Phaolô rằng, từ nay không còn phải là tôi sống nữa mà là Đức Giêsu Kitô sống ở trong tôi. Rồi một điểm thứ hai trong bài tin mừng hôm nay, con cũng mời gọi ông bà anh chị em nhìn vào. Nước Thiên Chúa không chỉ dành cho một nhóm người, mà dành cho tất cả mọi người. Giống như là bài tin mừng hôm nay, hai hình ảnh đó, thì chúng ta thấy hình ảnh thứ nhất là một người kia, là nói về một người nam đi gieo. Và cái hình ảnh thứ hai, trong dụ ngôn thứ hai, thì nói sử dụng một người, người đàn bà. Như vậy đó thì nói đến rằng đó là nước Thiên Chúa, là vai trò cả đàn ông hay đàn bà đều phải là những người gieo mầm Đức Giêsu Kitô, gieo mầm về nước Thiên Chúa. Và nước Thiên Chúa dành cho hết mọi người, không có loại trừ bất cứ một ai. Như vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn vào đời sống của chính mỗi người chúng ta và đặt câu hỏi rằng chúng ta cũng được mời gọi để trở nên những sứ giả, những muối men, những hạt cải đã được Thiên Chúa gieo mầm trong cái thế giới này. Liệu mỗi người chúng ta có làm cho nước Thiên Chúa, làm cho Đức Kitô lớn lên trong đời sống hàng ngày, trong thế giới ngày hôm nay hay không? Lạy Chúa, sống trong một thế giới tục hóa, sống trong một thế giới không còn nhận ra Đức Kitô đang đi giữa chúng con, xin cho mỗi người chúng con trở nên những hạt cải nhỏ bé, những nắm men làm mạnh cho đời. Ước gì xin cho con tim của chúng ta con bừng cháy lửa yêu mến, để chúng con lan tỏa tình yêu của Chúa và làm cho nước Thiên Chúa hiện diện ở giữa chúng con. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.